Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quan hệ hai ngôi và quan hệ trên một tập. Về nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu quan hệ hai ngôi, rồi làm rõ quan hệ và hàm quan hệ hai ngôi trên một tập, rồi các tính chất của quan hệ trên một tập, các phép toán đối với quan hệ trên một tập, vân vân. Đi vào chi tiết, chúng ta sẽ bắt đầu với định nghĩa quan hệ hai ngôi. Gọi A và B là các tập. Một quan hệ hai ngôi R từ tập A vào tập B là một tập con của tích đề các A nhân B. Như vậy chúng ta viết ở dạng ký hiệu thì chúng ta sẽ có R là tập con của tích đề các A nhân B. Tích đề các A nhân B sẽ là tập gồm các cặp AB sao cho A nhỏ là phần tử thuộc vào tập A là và phần tử thứ hai là B thuộc vào tập B. Chúng ta sử dụng các ký hiệu ARB để chỉ ra rằng cặp AB thuộc vào quan hệ R, hay phủ định ARB là AB không thuộc vào quan hệ R. Và chúng ta có thể nói rằng là cặp AB thuộc vào R thì chúng ta nói là phần tử A có quan hệ R với phần tử B. Hay chúng ta cũng có thể nói là AB có quan hệ với nhau theo quan hệ R. Chúng ta lấy ví dụ cho A là tập sinh viên Đại học Giao thông Vận tải, B là tập các môn học và R là quan hệ chứa các cặp AB, trong đó A là một sinh viên đăng ký môn học B. Hãy cho biết ý nghĩa của cặp An toán đời đạt nếu biết cặp này thuộc vào quan hệ R. Vậy thì khi đó chúng ta thay A chính là An và toán đời đạt là thay vào B thôi, thì chúng ta sẽ có ý nghĩa của cặp An toán đời đạt nghĩa là An đăng ký học môn toán đời đạt. Chúng ta lấy ví dụ 2. Gọi A là tập các thành phố tại Việt Nam và B là tập gồm tất cả các tỉnh thuộc Việt Nam. Quan hệ R được định nghĩa bởi cặp AB nếu A là một thành phố thuộc tỉnh B. Hãy cho biết ý nghĩa của các cặp Vinh, Nghệ An thuộc vào quan hệ R, Hạ Long, Quảng Ninh thuộc vào quan hệ R. Thầy mời bạn Bùi Ngọc Tiến này. Alo ạ. Em trả lời cho thầy, cặp Vinh, Nghệ An thuộc vào quan hệ R thì nó thể hiện được điều gì? Em thưa thầy là nếu Vinh, Nghệ An thuộc R thì có nghĩa là Vinh là một thành phố của Nghệ An ạ. À đúng rồi, thế còn Hạ Long, Quảng Ninh? Còn Hạ Long với Quảng Ninh thuộc R thì Hạ Long là một thành phố của Quảng Ninh ạ. À đúng rồi, thầy cảm ơn em. Chúng ta lấy ví dụ 3. Cho A là tập chứa 3 phần tử 0, 1, 2 và B là tập chứa các phần tử AB. Quan hệ R gồm các cặp 0A, 0B, 1A, 2B là một quan hệ từ tập A vào tập B. Hãy biểu diễn quan hệ R. Thì cách thức biểu diễn quan hệ R thì sẽ có thể được biểu diễn thông qua hai cách. Một đó là bằng đồ thị. Cách thứ hai là bằng bảng. Sau này chúng ta biểu diễn nó ở dưới dạng ma trận. Thế thì trước tiên biểu diễn bằng đồ thị thì chúng ta trước hết là chúng ta biểu diễn các phần tử thuộc vào tập A. Chúng ta ký hiệu là các ký hiệu điểm màu xanh 0, 1, 2. Và tiếp theo là đến các phần tử thuộc vào tập B màu đỏ là A và B. Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện các cặp thuộc vào quan hệ R bằng một cái mũi tên đi từ tập A vào tập B. Thì đầu tiên là 0A, 0B, 1A, 2B. Thì đây chính là cách biểu diễn một quan hệ dưới dạng đồ thị. Cách biểu diễn thứ hai đó là chúng ta sử dụng bằng bảng hoặc là biểu diễn bằng ma trận. Thì chúng ta sẽ biểu diễn như sau.
Trước tiên là chúng ta giả sử các phần tử trong tập A được sắp xếp theo thứ tự là 0, 1, 2, thì các phần tử được sắp xếp sẽ được lần lượt xếp theo các hàng, tức là các tiêu đề của các hàng đây. Và các phần tử thuộc vào tập B cũng được sắp xếp theo thứ tự là từ A đến B. Vậy thì chúng ta có 0A thì nó sẽ được đánh dấu x vào đây, 0B sẽ được đánh dấu x vào đây, 1A sẽ được đánh dấu x vào đây, và 2B sẽ được đánh dấu x vào đây. Sau này người ta có thể thay thế bằng một cách, đó là các vị trí x này thì được viết là 1, còn những cái vị trí mà không được đánh dấu x, ví dụ như là 1B thì sẽ được điền là 0, và người ta gọi đó là ma trận 0-1. Còn trong cái trường hợp tổng quát thì chúng ta sử dụng cái ký hiệu x như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại và làm rõ mối quan hệ giữa hàm và quan hệ. Thế thì ở đây chúng ta có một cái khẳng định hàm là một quan hệ, vậy thì nó được hiểu theo nghĩa như thế nào? Ở đây chúng ta nhớ lại cái định nghĩa hàm. Một hàm F từ tập A và tập B là một phép gán đúng một phần tử B nhỏ thuộc vào tập B lớn cho mỗi phần tử A nhỏ thuộc vào tập A. Ở đây chúng ta thấy đồ thị của hàm F là tập các cặp có thứ tự AB sao cho B bằng FA. Thì như vậy, với cách định nghĩa về đồ thị của hàm F thì chúng ta thấy được đồ thị của hàm F chính là một tập con của tích để các A nhân B. Và theo định nghĩa của quan hệ thì quan hệ cũng là một tập con của tích để các A nhân B. Chính vì thế chúng ta có thể khẳng định đồ thị của hàm F là một quan hệ từ tập A vào tập B. Như vậy chúng ta có thể nói hàm là một quan hệ theo nghĩa đồ thị của hàm là một quan hệ từ A vào B. Đấy, nếu mà chúng ta biểu diễn dưới dạng biểu đồ Venn thì chúng ta sẽ thấy hàm nó sẽ là một tập con của quan hệ. Chúng ta lấy ví dụ cho quan hệ R từ tập A và tập B, với A là tập chứa các phần tử 0, 1, 2 và B là tập chứa các phần tử AB. Với R gồm các cặp 0A, 0B, 1A, 2B. Hỏi quan hệ R có là hàm. Đây chúng ta biểu diễn nó dưới dạng đồ thị thì chúng ta có cái biểu diễn quan hệ R như thế này. Thực tế đây là cái ví dụ trước thôi. Bây giờ thầy sẽ hỏi một bạn trong lớp trả lời cho thầy. Bạn Đặng Thị Huế nào. Thầy là có là hàm ạ. À, có là hàm. Vậy thì theo định nghĩa nhé, hàm F từ tập A vào tập B là phép gán đúng một phần tử B thuộc vào tập B lớn cho mỗi phần tử A thuộc vào A lớn. Vậy chúng ta sẽ có là 1 được gán A, 2 được gán B. Phần tử 0 của tập A lần này á, nó được gán A và B, vậy thì nó có là hàm không? Nó không là hàm đúng không? Bởi vì nó vi phạm gán duy nhất một phần tử, đúng một phần tử tức là duy nhất. Trường hợp này không duy nhất. Đấy, đây là cái bài chúng ta đã làm rất nhiều về kiểm tra nó có là hàm trong bài tập về tập và hàm rồi nhé. Đấy, như vậy bạn Huế cần phải ôn lại cái bài tập thầy đã gửi cho là tập và hàm nha. Vâng. Như vậy ở đây chúng ta thấy được là quan hệ R này không phải là hàm, bởi vì phần tử 0 được gán hai giá trị A và B. Như vậy chúng ta thấy được rằng là hàm là một quan hệ, nhưng quan hệ có thể không là hàm. Đây là ví dụ minh họa để làm rõ cái biểu đồ Venn này, có nghĩa là hàm chính là một tập con của quan hệ. Như vậy nói cái khác là những cái phần ngoài này là chính là quan hệ nhưng không là hàm. Như vậy khi nào thì quan hệ trở thành hàm?
đó là khi nó thỏa cái điều kiện của định nghĩa hàm, có nghĩa là với mọi phần tử A thuộc vào tập A thì tồn tại duy nhất một phần tử B thuộc vào tập B để cho cái cặp AB thuộc vào quan hệ R. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái quan hệ hai ngôi trên một tập. Định nghĩa 2. Một quan hệ hai ngôi, ở đây đã bỏ đi cái chữ hai ngôi rồi, về sau chúng ta nói đến quan hệ là ngầm hiểu là quan hệ hai ngôi. Một quan hệ hai ngôi trên tập A là một quan hệ từ tập A vào tập A. Nói một cách khác, đó là tập con của tích đề cát A nhân A. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ số 5. Có bao nhiêu quan hệ trên một tập A gồm có n phần tử? Hãy tính cụ thể với trường hợp tập A có 3 phần tử A, B, C. Thế chúng ta sẽ có cách làm như sau. Chúng ta thấy rằng tập A có n phần tử. Chính vì thế tích đề cát của A nhân A nó sẽ có n bình phương phần tử. Thì cái này rõ rồi. Mà chúng ta thấy rằng là nếu tập A nhân A có n bình phương phần tử thì chúng ta khẳng định sẽ có hai lũy thừa n bình phương tập con của tích đề cát A nhân A. Cái này có ở trong tập lũy thừa nha. Tập lũy thừa. Nếu chúng ta có tập S có số phần tử là n phần tử thì số phần tử của tập PS, tức là tập lũy thừa của tập S, nó sẽ bằng 2 lũy thừa n. Đấy. Nếu tập S có n phần tử thì suy ra số phần tử của tập lũy thừa của tập S sẽ là 2 lũy thừa n. Vậy thì tập lũy thừa của tập S chính là tập mà chứa các phần tử mà mỗi phần tử của nó lại là tập con của tập S. Chính vì thế đây, nếu chúng ta coi cái này là S thì chúng ta có đây chính là giá trị n trong cái công thức này, đúng không? Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định nó có hai lũy thừa n bình phương quan hệ trên tập A. Tại sao lại như thế? Bởi vì một quan hệ trên tập A chính là một tập con của tích đề cát A nhân A. Chính vì thế mà số tập con chính bằng số quan hệ. Đấy, bây giờ cụ thể chúng ta tính với trường hợp A là tập có 3 phần tử A, B, C. Vậy thì chúng ta sẽ có tổng số là 2 lũy thừa 3 bình phương, tức là 2 lũy thừa 9, tức là bằng 512 quan hệ trên tập A gồm có 3 phần tử A, B, C. Như vậy chúng ta thấy số lượng quan hệ trên một tập là rất lớn. Chúng ta lấy ví dụ 6. Gọi A là tập chứa các phần tử 1, 2, 3, 4 và R là quan hệ gồm các cặp AB. Trong đó A là ước của B. Hãy biểu diễn quan hệ R bằng đồ thị và ma trận. Thì chúng ta trong cái mục trước chúng ta đã tìm hiểu cách biểu diễn một quan hệ bằng đồ thị và ma trận rồi. Tuy nhiên trường hợp đó là chúng ta có quan hệ từ tập A và tập B là hai tập khác nhau. Bây giờ chúng ta xét là quan hệ trên một tập. Chính vì thế cách biểu diễn bằng đồ thị nó cũng khác đi, đó là chúng ta chỉ biểu diễn chỉ một tập thôi. Như vậy chúng ta trước hết chúng ta xét cái quan hệ R nó gồm các cặp đó là 11, 12, 13, 14, 22, 24, 33. Bây giờ thầy hỏi một bạn, tại sao cái 24 nó lại thuộc vào quan hệ R? Thầy mời bạn Đỗ Minh Tuệ nè. Em thưa thầy, tại vì 2 là ước của 4. À đúng rồi, bởi vì nó thỏa cái điều kiện của quan hệ R. Rồi, thầy cảm ơn. Bây giờ để biểu diễn
quan hệ R bằng đồ thị thì chúng ta sẽ biểu diễn các phần tử thuộc vào tập A. Đấy. A là 1, 2, 3 và 4. Thế bây giờ để biểu diễn 1, 1 thì chúng ta sẽ làm như sau. 1, 1 thì chúng ta phải vẽ nó vòng như thế này. 1, 2. Một ba, một bốn. Bây giờ đến 22, 22 thì chúng ta lại đánh vòng với cái này gọi 22, 24. Ba ba thì chúng ta đánh vòng một cái. Và 44. Thì đây chính là đồ thị biểu diễn quan hệ R trên tập A. Thì sau này những cái vòng vòng như thế này người ta gọi là khuyên. Sau này chúng ta sẽ học về phần đồ thị, chúng ta sẽ giải thích những cái khái niệm này. Thế còn biểu diễn bằng ma trận thì chúng ta sẽ biểu diễn như sau. Là các phần tử giả sử được sắp xếp theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 thì hàng với cột nó đều giống nhau, bởi vì nó cùng trên một tập nên là số phần tử cũng như các phần tử là giống nhau. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 4. Thì đây là cái cách mà chúng ta biểu diễn quan hệ R trên một tập bằng đồ thị cũng như là bằng ma trận. Bây giờ chúng ta xét ví dụ số 7. Cho các quan hệ trên tập số nguyên từ R1 đến R6, hãy cho biết các cặp sau đây thuộc vào quan hệ nào. Bây giờ thầy sẽ mời một bạn. Thầy mời bạn Lê Anh Dũng này. Có em ạ. Em trả lời cho thầy. Cặp 1,1 thuộc vào các quan hệ nào? Em được thầy là 1,1 là sẽ thuộc R1 ạ. Em cứ đọc liền đi. R3, R4 và R6 ạ. À đúng rồi. Như vậy chúng ta có R1, R1, R3, R4, R6. Thế còn 1,2 thì sao? 1,2 thì sẽ thuộc là R5 và R6 á. Nó có thuộc vào R1 không? Em thưa thầy là không ạ. Có chứ, thay AB vào 1 nhỏn bằng 2. À vâng vâng, nó thuộc R1 ạ. Như vậy nó thuộc R1 này. R5 ạ. R5 R6, đúng rồi. Tại sao R5 là thầy đã không viết nhỉ? R5 không có, 1, 2 không thuộc. Em nhìn nhầm chỗ. 1 thì làm sao bằng được nhé? Em nhìn nhầm. Thế còn cặp 2,1? 2,1 thì sẽ thuộc là R2. R2. R5. R5, đúng rồi. Đúng rồi, R5, R6, đúng rồi. Thế còn 1-1? 1-1 sẽ thuộc là R2, R3 và R6. Đúng rồi. 22. 22 thì sẽ thuộc là R3 và R4. 22 là R1 này có không? R1, R3, R4. R1, R3, R4. Đúng rồi. Rồi, thầy cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu các tính chất của quan hệ hai ngôi trên một tập. Thì trong mục số 4 này chúng ta sẽ tìm hiểu khi nào thì một quan hệ hai ngôi trên một tập có tính chất phản xạ, đối xứng, phản đối xứng hoặc là bắc cầu. Trước khi bắt đầu phần này thầy có nhắc lại việc chứng minh lượng từ phổ quát.
đó là để chứng minh phát biểu phổ quát mọi x px là đúng thì chúng ta cần chứng minh rằng px là đúng với mọi giá trị x, và nó sẽ sai khi có một phần tử x làm cho px sai, và cái phần tử này chúng ta thường gọi đó là phản ví dụ. Tuy nhiên trong cái phần này thầy lưu ý các em ở một cái điểm, đó là nếu tập xác định là rỗng thì phát biểu mọi x px là đúng. Đấy, các em nhớ cái điều này cho thầy. Bởi vì đơn giản là không có một phần tử x nào làm cho px sai nên cái phát biểu này là đúng. Đấy, các em nhớ cái điều này cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến phần định nghĩa tính chất phản xạ. Một quan hệ R trên tập A có tính phản xạ nếu cặp xx thuộc vào quan hệ R với mọi x thuộc vào tập A. Đây, chúng ta lấy ví dụ số 8, xét các quan hệ trên tập A gồm các phần tử 1, 2, 3, 4. Hỏi quan hệ nào có tính chất phản xạ. Thế thì ở đây chúng ta thấy R1 có chứa cặp 11, cặp 22, cặp 44, như vậy nó thiếu cặp 33. Chính vì thế nó không có tính chất phản xạ, bởi vì tính chất phản xạ yêu cầu cần phải có mọi cặp xx với x thuộc vào A đều phải thuộc vào quan hệ R nên là không phải. Đấy, đây thì cặp 11 thì nó thiếu, chúng ta chỉ cần lấy một ví dụ thôi, ví dụ như cặp 22 là không thuộc vào. R3 thì có 11, 22, 33, 44. Như vậy trên tập A có 4 phần tử là 1, 2, 3, 4. Chúng ta đều có 11, 22, 33, 44 thuộc vào quan hệ R3. Chính vì thế nó có tính chất phản xạ. R4 ở đây ngay cả cặp 11 nó cũng không có rồi nên là cái này bị loại. R5 có cặp 11, 22, 33 và 44. Chính vì thế đây nó có tính chất phản xạ. Còn R6 nhìn như thế này là chúng ta thấy nó không có tính chất phản xạ rồi. Như vậy chúng ta thấy chỉ có R3 và R5 là có tính chất phản xạ. Chúng ta lấy ví dụ 9. Có bao nhiêu quan hệ phản xạ trên một tập có N phần tử? Thế thì để làm cái bài này để đếm được thì đây là một cái bài toán đếm để đếm được các quan hệ có tính chất phản xạ trên tập có N phần tử. Thì chúng ta hãy giả sử là đó là tập A. Đây chúng ta gọi nó là tập A. Nếu R là quan hệ trên tập A thì suy ra R là tập con của tích đề các A nhân A. Để R có tính chất phản xạ thì chúng ta thấy được theo định nghĩa chúng ta cần phải chứa mọi cặp AA. Đấy. Tức là cứ mọi A thuộc vào tập A lớn là nó phải chứa trong cặp R. Sau đó nó có thể kết hợp với các cặp AB với A khác B. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là số cặp AA thì nó có N. Và số cặp A khác B, cặp AB mà A khác B ấy, thì có N nhân với N trừ 1. Và mỗi cặp AB thì có hai lựa chọn, nó có thể thuộc vào R hoặc là không thuộc vào R. Chính vì thế theo nguyên lý nhân chúng ta có hai lũy thừa N nhân với N trừ 1 quan hệ có tính chất phản xạ. Thế thì để chúng ta dễ hình dung, chúng ta có thể hãy xét cái quan hệ R có tính chất phản xạ trên tập A gồm N phần tử. Nó có dạng như sau.
Thứ nhất nó phải chứa các cặp AA tất cả, thì như vậy là cái đường chéo này là đấy, nó phải là một là cố định. Thế còn lại những cái phần tử như là x này, x đây, x đây, x đây, vân vân, tất cả những cái vị trí còn lại chúng ta đều gọi là phần tử x. Thì nó có mỗi cái vị trí này á, nó có thể là 0 hoặc 1. Ở đây 1 là khẳng định là nó thuộc vào quan hệ R nhé. Ở đây 1 là, đây là 1 thuộc vào 0 thì là không thuộc. Đấy, thế thì ở đây mỗi một cái giá trị x này nó sẽ có nhận hai giá trị là 0 hoặc 1. Mỗi một cái bảng biểu diễn này nó thể hiện một quan hệ. Chính vì thế số lượng cái bảng khác nhau chính là thể hiện số quan hệ có tính chất phản xạ khác nhau. Như vậy chúng ta thấy số lượng các dấu x nó chính là n nhân n trừ 1. Mà mỗi một cái giá trị x này nó có hai giá trị 0 hoặc 1. Chính vì thế chúng ta có tất cả là hai lũy thừa n nhân n trừ 1 quan hệ có tính chất phản xạ. Ví dụ 10. Các quan hệ trên tập số nguyên sau đây, quan hệ nào có tính chất phản xạ? Thầy mời bạn Hoàng Công Toàn. Dạ, alo ạ. Rồi em trả lời cho thầy, R1 có tính chất phản xạ hay không em? Em thầy là có. Vì sao nhỉ? Vì với A và B thuộc R với mọi A. A có thuộc vào R1 không? Có. À, có, bởi đúng thế. Cái này AA thuộc vào R1. Bởi vì với mọi A thì chúng ta đều có AA thuộc vào R1. Bởi vì A nhỏ hơn bằng A. Đúng. Như vậy cái này có tính chất phản xạ. R2 có tính chất phản xạ không em? Không ạ. À đúng rồi. A lớn hơn A là sai, chính vì thế không. R3 có tính chất phản xạ không em? Em thưa thầy là có. Có, đúng rồi, bởi vì A bằng A nên là nó xảy ra trường hợp là có tính chất phản xạ. R4 có. Có, đúng rồi. R5 không. Đúng rồi, R5 không. R6 thì sao? Không có. Vì sao R6 không có? R6 có trên một cặp ạ. À, bây giờ chúng ta mới xét là với cái cặp số nguyên này chúng ta sẽ có là để cho cặp A thuộc vào quan hệ R6 thì A cộng A ấy, nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3 đúng không? Vâng. Với mọi cặp A. Như vậy chúng ta thấy là ở đây chúng ta tìm cái điều này nó không đúng với mọi A được. Bởi vì chúng ta thấy chỉ cần A lớn hơn hoặc bằng 2 thôi là cái điều kiện này là sai đúng không? Vâng. Còn A nhỏ hơn 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì nó đúng. Nhưng mà A bằng 2 nó đã sai rồi. Nên là cái trường hợp này là không có tính chất phản xạ. Chính vì thế ở đây chúng ta sẽ có R1, R3 và R4 là có tính chất phản xạ. À, chúng ta sang ví dụ 11. Quan hệ chia hết trên tập số nguyên dương có tính chất phản xạ hay không? Thầy mời bạn Lê Nguyễn Hồng. Dạ. Em trả lời cho thầy, quan hệ chia hết trên tập số nguyên dương có tính chất phản xạ hay không? A có chia hết cho A không em? Dạ có. A nó chia hết cho A thì chính là nó có tính chất phản xạ nhé. Nên là câu trả lời là có. Quan hệ chia hết có tính chất phản xạ nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tính chất đối xứng và phản đối xứng. Chúng ta có cái định nghĩa như sau. Một quan hệ R trên tập A được gọi là đối xứng nếu cặp Ix thuộc vào R bất cứ khi nào cặp
xy thuộc vào R với mọi xy thuộc vào tập A. Một quan hệ R trên một tập A được gọi là phản đối xứng nếu nó thỏa với mọi xy thuộc vào tập A. Nếu cặp xy thuộc vào quan hệ R và cặp yx thuộc vào quan hệ R thì x bằng y. Bây giờ chúng ta xét cái ví dụ 12. Cho các quan hệ trên tập A gồm các phần tử 1, 2, 3, 4 dưới đây, quan hệ nào là đối xứng, quan hệ nào là phản đối xứng. Ở đây là thầy đã cho thu nhỏ lại cái định nghĩa lại. Bạn Nguyễn Thị Minh Hải. Đây ạ. Em trả lời cho thầy, R1 có tính chất đối xứng không? Có ạ. Và bây giờ chúng ta xem nhé. 11 này, 12 thì có 21 này, 22 này, 34 có 43 không? À, không. 34 có 43 không? Không ạ. Nên là nó không có tính chất đối xứng nha. Vâng. R2 có tính chất đối xứng không? Không ạ. À, không. R2 là 11. À, thì có. Đây là đối xứng. Bởi vì chúng ta luôn có được cái điều 11 thì chúng ta có 11 này, nó là đối xứng rồi. Nhưng nếu đã có 12 thì có 21 nên là nó đối xứng luôn nhé. Vâng. R3 nó có tính chất đối xứng không? Có. 11 này, 12 có 21 này. Đây, 1 14 có 41 này. 22 33 44, đúng rồi. Như vậy cái này đối xứng. R4 có đối xứng không em? Không ạ. Vì sao nhỉ? Vì có 21 mà không có 12. À đúng rồi, có 21 nhưng không có 12. R5 có đối xứng không em? À, không ạ. Vì sao nhỉ? Có 12 nhưng lại không có 21. À đúng rồi, có 12 nhưng lại không có 21. R6 có tính chất đối xứng không em? Không ạ. À không, đúng rồi. Như vậy chúng ta có R2 và R3 là đối xứng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái tính chất phản đối xứng. Thầy hỏi em là R1 có tính chất phản đối xứng không? Bây giờ theo định nghĩa phản đối xứng nha, là nếu xy thuộc vào R và yx cũng thuộc vào R thì hai cái bằng nhau, chúng ta có cái bộ số này đây, 1, 2 và 21, nó đều thuộc vào quan hệ R, nhưng mà 1 có bằng 2 không? Không ạ. À, không thì đây nó không là được phản đối xứng đúng không? Vâng. À, thế điều này tương tự với cả cái R2 đúng không? Vâng. Đấy, và điều này cũng tương tự đối với R3, bởi vì nó đều có cặp 1, 2, 2, 1 đây. Nên là nó không có tính chất phản đối xứng. R4 nó có tính chất phản đối xứng không? Không ạ. R4. R4 nó có tính chất phản đối xứng không? Bây giờ chúng ta xét nhé. Chúng ta thấy là cặp 21 thì có cặp 12 không? Đây. Không. X y là YX nhỉ? Đây, đây có 21 nhưng không có 12 này. 31 thì có 13 không? Không. Không. 32 thì có 23 không? Không. 41 thì có 14 không? Không ạ. Không đúng không? 42 thì có 24 nhỉ? Không. 43 thì có 34 không? Không ạ. Không, nên là chung quy lại là không có cái cặp nào không tồn tại x, y, z nào ấy, thỏa cái cặp là x, y thuộc vào R và y, x cũng thuộc vào R. Nói một cách khác là cái tập xác định của cái giả thiết ấy, nó là tập rỗng. Được chưa? Đấy, tập xác định để kiểm tra cái tính này là tập rỗng. Chính vì thế
chúng ta nhớ được rằng là phát biểu mọi x px nó sẽ đúng khi tập xác định là rộng. Nói cách khác là cái này nó có tính chất phản đối xứng. Đây chính là một trong những cái mà chúng ta khó hiểu. Tuy nhiên các em nhớ là nếu không tìm thấy cặp nào thỏa mãn giả thiết thì đó là tập xác định của cái điều kiện đó là rỗng và chúng ta khẳng định nó có tính chất phản đối xứng, được chưa? Vâng. À, bây giờ em kiểm tra cho thầy R5 có tính chất phản đối xứng không? Đây đầu tiên là 1,1 thì nó xảy ra trường hợp này là dấu bằng. 1,2 thì có 2,1 không? Không. 1,3 thì có 3,1 không? Không. 1,4 có 4,1 không? Không ạ. 2,2 thì nó xảy ra cái tình huống này rồi. 2,3 thì có 3,1, 3,2 không? Không ạ. 2,4 thì có 4,2 không? Không ạ. Đấy, 3,3 thì nó lại rơi vào cái tình huống này rồi. Vâng. 3,4 thì có 4,3 không? Không ạ. Không, 4,4 thì nó rơi vào tình huống này. Như vậy chúng ta thấy là mọi cặp nó đều thỏa cái điều kiện này. Đấy, thì thành ra nó có tính chất là phản đối xứng. À, bây giờ thầy hỏi luôn là R6 nó có tính chất phản đối xứng không? Có. À đúng rồi, bây giờ R6 nó có tính chất phản đối xứng. Rồi, thầy cảm ơn em. Vậy chúng ta có kết luận là R4, R5, R6 có tính chất phản đối xứng. Và chúng ta lấy ví dụ cho các quan hệ trên tập số nguyên Z, quan hệ nào là đối xứng, quan hệ nào là phản đối xứng. Thầy mời bạn Nguyễn Ngọc Dương này. Có em ạ. Rồi em trả lời cho thầy, R1 có tính chất đối xứng hay không? Em nói thầy là có. Nào bây giờ chúng ta có nha. 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2. Nếu nó có tính chất đối xứng thì 2 có nhỏ hơn hoặc bằng 1 không? Không ạ. Không, do vậy nó không có tính chất đối xứng nha. A B R2 có tính chất đối xứng không? A lớn hơn B thì B có lớn hơn A không em? Không. Không, nếu nó không, đây này. Nếu chúng ta có x, y thì chúng ta phải có y x. Nói cách khác là nếu A lớn B thì chúng ta phải có được B lớn hơn A thì nó mới là đối xứng. Nhưng trường hợp này thì không, đúng không? R3 có là đối xứng không em? Có. À đúng rồi, cái này là đối xứng. Bởi vì A bằng B hoặc là A bằng trừ B thì B cũng sẽ bằng A hoặc là B bằng trừ A. Cái này là giống nhau. R4 có là đối xứng không em? R4 có ạ. À đúng rồi, R4 là đối xứng. R5 có là đối xứng không? Với thầy là không. À đúng rồi. A bằng B cộng 1 thì B không thể nào lại bằng A cộng 1 được. R6 có là đối xứng không? Với thầy không ạ. A nó có thuộc vào quan hệ R không? Bởi vì B cộng với A nhỏ hơn bằng 3. Vậy thì A cộng B mà nhỏ hơn bằng 3 thì B cộng A nhỏ hơn bằng 3 có đúng không? Có. Có, như vậy cái này là đối xứng nhé. Đấy. Đây là đối xứng. Như vậy chúng ta có R3, R4, R6 là đối xứng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tính chất phản đối xứng. Em trả lời cho thầy, R1 có là phản đối xứng không? Với thầy là có. À đúng rồi, bởi vì
Nếu A mà nhỏ hơn bằng B và B lại nhỏ hơn bằng A thì chắc chắn A phải bằng B. Đúng như thế. Bây giờ chúng ta như vậy cái này là phản đối xứng. R2 có là phản đối xứng không em? Bây giờ chúng ta xét đến cái trường hợp này. Bây giờ thầy hỏi là A lớn hơn B thì có khi nào là B lớn hơn A nữa không? Thầy không. À đúng rồi, B lớn hơn A không bao giờ xảy ra. Nói cách khác là cái giả thiết này không bao giờ đúng. Chính vì thế A, B thuộc vào quan hệ R thì chắc chắn BA sẽ không thuộc vào quan hệ R. Chính vì thế cái giả thiết này không bao giờ xảy ra. Do đó đây lại có tính chất phản đối xứng. Lý do bởi vì nó không xảy ra, tức là tập xác định là rỗng, được chưa? Như thầy giải thích lúc trước ấy, là tập xác định là rỗng. Mà đã là tập xác định rỗng khi cái điều kiện tập xác định để kiểm tra giả thiết là rỗng thì nó có tính chất mà chúng ta phát biểu. Như vậy nó có tính chất phản đối xứng. Bây giờ tiếp theo R3 nó có tính chất phản đối xứng không em? Thưa thầy là không. Vì sao nhỉ? Em có thể lấy ví dụ không? Thưa thầy là đấy, lấy cụ thể là ví dụ như là 5 nhá. Trừ 5 có thuộc vào quan hệ R3 không? Có. Có đúng không? Vậy thì 5 trừ 5 thuộc vào quan hệ R3. Mà chúng ta lại thấy là trừ 5 với 5 có thuộc vào quan hệ R3 không? Có. Có đúng không? Nhưng mà hai cái giá trị này nó có bằng nhau không? Không. Không, chính vì thế nó không có tính chất phản đối xứng. R4 nó có tính chất phản đối xứng không em? Tại không. Ở đây chúng ta xét nhé. Nếu x bằng thuộc vào quan hệ R và y cũng yx cũng thuộc vào R thì x bằng y. Cái này là có chứ. Cái này là có. Bởi vì chúng ta nếu A bằng B thì cái cặp này, cái giả thiết nó đúng nhé. Đây, cái này là có. R5 nó có tính chất phản đối xứng không? Thưa thầy, có. Vì sao nhỉ? Vì sao em? Nếu chúng ta có cặp AB thuộc vào R5 thì BA có thuộc vào R5 không? Thầy không. À đúng rồi. Không bao giờ xảy ra tình huống này. Chính vì thế cái tập AB để xét cái điều kiện giả thiết là bằng rộng. Chính vì thế mà chúng ta có cái này là phản đối xứng. Bởi vì khi pha cái tập xác định để kiểm tra giả thiết là rỗng thì chúng ta luôn luôn có cái phát biểu là đúng. Bây giờ chúng ta xét cái R6. R6 có tính chất phản đối xứng không em? Thưa thầy là không. Vì sao? Em lấy ví dụ. Đấy, chúng ta thấy ví dụ như là 1, 3, 1, 2 đây đúng không? 1, 2 là thuộc vào R6 đúng không? Bởi vì 1 cộng với 2 nhỏ bằng 3 đúng không? Nhưng mà 2, 1 cũng thuộc vào R6 đúng chưa? Đấy, cũng thuộc vào R6. Bởi vì 2 cộng với 1 cũng nhỏ bằng 3 cũng thuộc vào R6. Nhưng mà 1 với 2 là khác nhau nên là cái điều kiện này nó không đúng. Nên là R6 không có tính chất phản đối xứng. Như vậy cuối cùng chúng ta có R1, R2, R4 và R5 có tính chất phản đối xứng.
Tiếp theo, ví dụ 14, quan hệ chia hết trên tập số nguyên dương có là đối xứng hay là phản đối xứng? Thầy mời bạn Nguyễn Xuân Vinh. Có thầy. Em trả lời cho thầy, quan hệ chia hết trên tập số nguyên dương có là đối xứng hay không? Không ạ. À đúng rồi, bởi vì chúng ta thấy được là A chia cho B thì B chưa chắc đã chia hết cho A. Nó có là phản đối xứng không em? Phản đối xứng ạ. Đây, phản đối xứng đây, chúng ta có X chia cho Y và Y chia cho X thì có khẳng định được X bằng Y không? Không ạ. Chắc chắn chứ. À có. Nhá. A x chia cho y mà y chia hết cho x thì chắc chắn hai cái này phải bằng nhau nha. Như vậy nó không có tính chất đối xứng nhưng nó có tính chất phản đối xứng. Chúng ta xét đến cái tính chất cuối cùng. Đó là tính chất bắc cầu. Định nghĩa. Một quan hệ R trên tập A được gọi là có tính chất bắc cầu nếu bất cứ khi nào cặp XY thuộc vào R và YZ thuộc vào R thì cặp XZ sẽ thuộc vào R với mọi XYZ thuộc vào tập A. Phát biểu của định nghĩa về tính chất bắc cầu chúng ta có thể biểu diễn đó là mọi X, mọi Y, mọi Z thuộc vào tập A thì chúng ta có cặp XY thuộc vào R và YZ thuộc vào R thì phải suy ra được cặp XZ thuộc vào R. Đấy. Bây giờ chúng ta xét ví dụ 15. Xét các quan hệ trên tập A gồm các phần tử 1, 2, 3, 4. Quan hệ nào ở phía trên có tính chất bắc cầu? Bạn Phạm Thị Hà Phương nè. Em trả lời cho thầy, quan hệ R1 có tính chất bắc cầu hay không? Chúng ta xét cái điều kiện này. Cặp 11, 12 thì chúng ta có cặp 12 đây rồi. Đấy. Cái cặp 11 thì hết cái đuôi 1 bắt đầu từ 1 rồi. Đến 12 thì chúng ta có 21 thì chúng ta có 11 đây rồi. 12 bắt đầu 22 thì đã có 22 rồi. 21 thì chúng ta có 11 thì nó ra 21. Đấy, 21 với cả 12 thì có 22. Bây giờ đến 34. 34 41 thì nó có 31 không? Có. 31 có không? Trong quan hệ R1 có cặp 31 không? 34 41. Cái này không có 31. Đấy, chính vì thế nó không có tính chất bắc cầu. Bởi vì cái cặp này đấy, cặp 34 41 nhưng mà lại không có cặp 31 thuộc vào R1. Đấy. Chúng ta chỉ cần lấy một ví dụ thôi, 31 nó không có nhá. 31 không thuộc vào R1. Chính vì thế 31 nó không có trong R1 này nên là nó không có tính chất bắc cầu. Chúng ta chỉ cần tìm được một cặp chứng minh cái điều nó không có là chúng ta khẳng định nó không có tính chất bắc cầu. Bây giờ chúng ta xét R2. R2 chúng ta có 11 này. 12 thì đây là có 12 rồi. 11 ở đây. 12 thì có 21. 12 21 thì có 11 rồi. 21. Đây. Em trả lời cho thầy nó thiếu cái gì? Thiếu 22 ạ. À đúng rồi, cái này nó thiếu 22. Đấy. Nó bị thiếu nên nó không có tính chất bắc cầu. Bây giờ chúng ta xét R3.
Chúng ta em kiểm tra xem là nó có tính chất bắc cầu hay không. 1112 này. 11 12 14 21 thì có 12 là thì có 22 rồi. 11 thì có 21 rồi. 13 thì không có. 14 có 24 không? À đây. Cái này đây. Cái này có 24 nha. Cái này thiếu 24. Như vậy em trả lời cho thầy L3 có tính chất bắc cầu không? Em thấy là không, tại vì thiếu 24. À đúng rồi, chúng ta tìm được ở đây là thiếu 24 nha. L4 nào, em kiểm tra này, số này cho thầy nó có tính chất bắc cầu không? Đầu tiên là 21 có cái cặp nào bắt đầu bằng 1 không? Ở đây chúng ta nhìn này, A I X Y này thì sau đó là Y Z, như vậy là 21 có cặp nào bắt đầu bằng 1 không em? Không. Không. 31 cũng thế, không có cặp nào bắt đầu bằng 1. 32 thì sẽ có 21, bởi vì cặp bắt đầu bằng 2 là có 21, nhưng mà chúng ta lại có 31 ở đây rồi. Nên là như vậy nó tạm thời thỏa tính chất bắc cầu. Đấy. 4 1 không có cặp nào bắt đầu bằng 1 nên là vẫn thỏa tính chất bắc cầu. 4 2 cặp nào bắt đầu bằng 2. 21 chúng ta lại có 41 ở đây nên là nó vẫn thỏa tính chất bắc cầu. 43 có cặp nào bắt đầu bằng 3? 31 32. À 31, 31 thì chúng ta đã có 41 rồi, như vậy thỏa. 43 32 thì đã có 42. Như vậy ở đây chúng ta thấy nó thỏa tính chất bắc cầu. Như vậy R4 là có tính chất bắc cầu. R5 à, chúng ta có 11 12 13 14 22. Như vậy 11 là hết à, bởi vì bắt đầu là 1 thì nó 12 thì chúng ta có 22 rồi. Thì chúng ta đã có 12 rồi. Có 23 thì chúng ta có 13, có 24 chúng ta có 14. Đấy. 13 thì bắt đầu là 3 chúng ta có 33 là vẫn có 13. 34 thì chúng ta có 14. Bắt đầu là 14 thì chỉ có 44 thôi. Thì có 14 thì ạ. Em bảo gì nhỉ? Có 14 ạ. Em bảo là có 14 ạ. Ở đây 14 này thì có 4 này thì có 14 rồi. Đấy, bây giờ có 22, 22 thì có 23 thì vẫn là 23. 24 thì vẫn là 24. 23 chúng ta có 33 này thì vẫn là 23 này. 34 23 với 34 thì chúng ta có 24 không nhỉ? Có. 34 24 thì chúng ta lại có bắt đầu 4 thì là 44 này. 24 thì vẫn ra thế. 33 33 thì chỉ có đuôi 3 đầu 3 là 34 thôi thì vẫn ra thế. 34 thì 44. Vẫn có. Như vậy chúng ta thấy là cái trường hợp R5 nó cũng có tính chất bắc cầu, bởi vì mọi cặp có dạng là XY, YZ thuộc vào quan hệ R thì chúng ta đều có XZ thuộc vào R. Cuối cùng là R6. Em trả lời cho thầy R6 có tính chất bắc cầu không? Em thưa thầy là R6 không có tính chất bắc cầu. À, trường hợp này câu trả lời là có tính chất bắc cầu. Thầy lúc trước nó bắt cầu với chính nó. Không phải, nó không bắt cầu với chính nó, mà thầy đã giải thích lúc trước rồi. Đó là để chứng minh cái lượng từ phổ quát là mọi x, px là đúng. Thì chúng ta thấy là khi mà tập xác định là rỗng
khi tập xác định là đậu thì cái phát biểu này ngầm định là đúng. Đấy. Thế thì ở đây để kiểm tra cái tính chất này, đây là chính là phát biểu mọi, ta tạm gọi là mọi xpx đây. Thế chúng ta thấy rằng là cái điều kiện kiểm tra giả thiết của cái phát biểu này á, chúng ta thấy là nó là rỗng, nó chả có cái cặp nào nữa để kiểm tra. Ví dụ chúng ta có 3, 4 nhưng mà chả có cái cặp nào là 4, 4 chấm chấm gì cả đúng không ạ? 4 mấy thì không có, nên là không có cái cặp nào để kiểm tra cả. Nói cách khác là tập xác định để kiểm tra cái tính chất bắc cầu là rỗng. Chính vì thế nó có tính chất bắc cầu. Đấy, chính là chúng ta để ý cái phát biểu này nha. Ví dụ 16. Xét các quan hệ trên tập số nguyên R1, R2, R3, R4, R5, R6, quan hệ nào có tính chất bắc cầu. À, bây giờ thầy mời một bạn nha. Thầy mời bạn Phạm Trung Kiên này. Dạ. Em trả lời cho thầy R1 có tính chất bắc cầu hay không? Em nói thầy là có. Có. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta thấy là AB mà A nhọn B mà B nhọn C, A nhọn bằng B, B nhọn bằng C thì chắc chắn là A bé bằng B. Nhỏ hơn bằng C đúng không? Bởi vì vâng. Ok, cái này có tính chất bắc cầu. Đánh dấu vào không quên. R2 có tính chất bắc cầu không em? Em nói thầy là không ạ. Cái này nó cũng có chứ, AB thì A lớn B, bây giờ có BC thì B lại lớn hơn C. Vậy thì suy ra là A lớn hơn. À, vâng, vâng, vâng. Đây nhá. Chúng ta thay vào đây có phải là X lớn hơn Y không? Y lớn hơn Z không? Thì X phải lớn hơn Z đúng không? Vâng. Có tính chất bắc cầu. R3 có tính chất bắc cầu. Em thấy là có. À, có, đúng rồi, bởi vì nó xảy ra dấu bằng hoặc là bằng. Dấu bằng. R4 có tính chất bắc cầu. Có đấy. Có, đúng rồi. R5 có tính chất bắc cầu. R5 có. R5 nhá, chúng ta sẽ có là x bằng y cộng thêm 1 này. Đấy, tạm thời y lại bằng z cộng thêm 1 này. Thì xóa lại bớt đi. X bằng y cộng 1 nhá, đúng không? R5 à? Phần tử thứ nhất bằng phần tử thứ hai cộng 1 à. Y lại bằng z cộng 1 thì x có bằng z cộng 1 nữa không? Theo em là x có bằng z cộng 1 không? Em nghĩ là không ạ. À không, nếu thế như cái biểu thức này là suy ra là không đúng đúng không? Như vậy cái này là không. Không có tính chất bắc cầu. R6 có tính chất bắc cầu. Cái này em cái này cũng không rõ, thì cái đoạn này em cũng chưa hiểu lắm ạ. Cái câu sau ý đấy em chưa hiểu lắm ạ. Rồi được rồi, để thầy sẽ giải thích nha. Chúng ta áp vào cái công thức này nha. Bây giờ thầy sẽ giải thích luôn. Bây giờ giả sử x y thuộc vào cái R6 này nhá, thì chúng ta sẽ có là x cộng với y thì nhỏ hơn hoặc bằng 3. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta lại giả sử có cái điều kiện là y z cũng thuộc vào R6 thì là y cộng z nhỏ hơn hoặc bằng 3. Vậy bây giờ chúng ta có khẳng định được là x cộng với z nhỏ hơn hoặc bằng 3 hay không? Nếu mà chúng ta khẳng định được điều này thì chứng tỏ nó có tính chất bắc cầu. Còn nếu không khẳng định được, chứng tỏ là không có. Thế bây giờ cái này để chứng minh được thì chúng ta thấy rằng là chứng minh nó có cái tính chất này thì khó, nhưng mà chúng ta chứng minh nó không có thì lại dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ như là
x cộng z thì thôi cứ tạm thời cho x là 3 đi. À, lấy 2 thôi, lấy 2 cho nó dễ. Cái này là 2, 2 cộng với 2. Đấy, thế thì đây là 2. X là 2, y x là 2, z là 2 đúng không ạ? Giả sử y bằng 1. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được là hai cái giả thiết này là đúng. Đúng chưa? X cộng y nhỏ hơn bằng 3 là đúng. 1 cộng với 2 cũng nhỏ hơn bằng 3 là đúng. Nhưng mà cái điều này lại không đúng. Như vậy chứng tỏ cái kết luận này là không chính xác. Chính vì thế R6 không có tính chất bắc cầu. Như vậy chúng ta sẽ có R1, R2, R3, R4 là có tính chất bắc cầu. Bây giờ chúng ta xét ví dụ 17. Quan hệ chia hết trên tập số nguyên dương có tính chất bắc cầu hay không? Thầy mời bạn Tôn Trung Nghĩa. Thật của em ạ. Em trả lời cho thầy, quan hệ chia hết trên tập số nguyên dương có tính chất bắc cầu không? Thầy là có. À đúng rồi, bởi vì chúng ta sẽ có là x mà chia hết cho y, y chia hết cho z thì chắc chắn là x chia hết cho z đúng không? Vâng ạ. Cái này là đúng, có tính chất bắc cầu. À, như chúng ta biết thì một quan hệ chính là một tập con của tích để các a nhân b. Chính vì thế mà chúng ta có thể xem các quan hệ là các tập. Chính vì vậy chúng ta có thể thực hiện các phép toán của tập đối với các quan hệ. Ví dụ 18, gọi tập A là tập chứa các phần tử 1, 2, 3 và B là tập chứa các phần tử 1, 2, 3, 4. Cho quan hệ R1 chứa các cặp 1, 1, 2, 2, 3, 3 và R2 là quan hệ chứa các cặp 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Hãy cho biết kết quả các phép toán R1 hợp với R2. R1 giao với R2, R1 trừ R2 và R2 trừ R1. Thầy mời bạn Phan Văn Hiệp. Em trả lời cho thầy. Kết quả của phép toán R1 hợp với R2 là gì? Em thầy là 11 ạ. 22 ạ. 33. 12, 13, 14 ạ. Rồi. Còn R1 giao với R2. 11 ạ. Rồi. Thầy mời bạn Vương Hoàng Hải nè. Em trả lời cho thầy R1 trừ R2 đều là cái gì? Kết quả là gì? Em trả lời to lên được không? 22 và 33. 22 và 33 đúng rồi. Thế còn R2 trừ R1? 12, 13 và 14 ạ. Rồi, được rồi. Rồi, thầy cảm ơn em. Chúng ta lấy ví dụ 19. Gọi A và B tương ứng là tập tất cả sinh viên và tập tất cả môn học. Giả sử rằng R1 là quan hệ gồm các cặp AB, trong đó sinh viên A tham gia môn học B. Và R2 là quan hệ chứa các cặp AB, trong đó sinh viên A cần môn B để tốt nghiệp. Hãy cho biết quan hệ sau có ý nghĩa gì? R1 hợp với R2, R1 giao với R2, R1 tuyển loại với R2, R1 trừ R2 và R2 trừ R1. Ở đây trong các phép toán chúng ta thấy phép tuyển loại là chúng ta chưa có định nghĩa, tuy nhiên chúng ta hãy hiểu nó giống như trong logic. Rồi, thầy mời bạn Nguyễn Đức Khánh. Em đây ạ.
Rồi em trả lời cho thầy. R1 hợp với R2 thì nó có ý nghĩa gì? Cái tập đó nó thể hiện cái điều gì? R1 hợp với R2 có nghĩa là sinh viên A tham gia môn học B và sinh viên A cần môn học B để tốt nghiệp. Ở phép hợp thì chúng ta cần cái chữ hoặc. Như vậy, sinh viên A học môn B hoặc là cần B để tốt nghiệp, được chưa? Vâng. Chúng ta phải dùng dấu hoặc. Thế còn R1 giao với R2 nghĩa là gì? Là sinh viên A học môn B và cần môn B để tốt nghiệp. Đúng rồi. R1 tuyển loại với R2. Cái này em cũng chưa nghĩ ra. Đấy, sinh nó sẽ trở thành là sinh viên A tham gia học môn học B nhưng không cần môn học B để tốt nghiệp. Tức là nó chỉ lấy R1 hoặc là R2 thôi. Không có cả hai. Hoặc trường hợp thứ hai đó là sinh viên A cần học cần môn B để tốt nghiệp nhưng lại không học môn B. Cũng là dùng từ hoặc nhưng mà chúng ta kèm thêm điều kiện. Đấy. Nên là phép tuyển loại và phép hợp thì nó cũng dùng từ hoặc thôi, cũng giống như chúng ta học môn phần logic cũng sẽ thấy. Trong cách phát biểu hàng ngày nhiều khi cái từ hoặc này nó xác định có thể là tuyển loại hoặc là phép tuyển. Thế còn R1 trừ R2? R1 trừ R2 là sinh viên A tham gia môn học B và môn học B không cần dùng để tốt nghiệp. Đúng rồi. Thế còn R2 trừ R1? Là sinh viên A cần môn B để tốt nghiệp nhưng mà không tham gia môn B ạ. À đúng rồi. Rồi, thầy cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta lấy ví dụ 20. Cho R1 và R2 là các quan hệ trên tập số thực. Trong đó R1 là các cặp xy sao cho x nhỏ hơn y. R2 là các cặp xy sao cho x lớn hơn y. Hãy cho biết ý nghĩa của R1 hợp R2, R1 giao R2, R1 tuyển loại R2, R1 trừ R2 và R2 trừ R1. Thầy mời bạn Đỗ Văn Tuấn à. Em có. Thầy R1 hợp với R2 sẽ là tập x cặp xy thuộc R trừ trường hợp x bằng y ạ. À đúng rồi. R1 giao với R2 thì em nghĩ sẽ là rỗng ạ. À đúng rồi. Tiếp theo tuyển loại. R1 tuyển loại với R2 thì hoặc là cặp xy sao cho x nhỏ hơn y hoặc là xy sao cho x lớn hơn y. À đúng rồi. Thì thực tế nó vẫn chính là phép hợp lại thôi. Đấy, bởi vì x lớn hơn y hoặc là x nhỏ hơn y thì nó vẫn xảy ra trường hợp là hai cái phần tử này là khác nhau. Rồi em lấy phép trừ cho thầy. R1 trừ R2. R1 trừ R2 thì sẽ là cặp xy sao cho x nhỏ hơn y. Rồi đúng rồi. R2 trừ R1. Còn R2 trừ R1 thì sẽ là cặp xy sao cho x lớn hơn y. À đúng rồi. Nó chính là R2. Thầy cảm ơn em. Đấy, ví dụ như là bạn Tuấn nha. Bạn Tuấn trả lời mặc dù không giống với cái kết quả mà thầy viết ra, tuy nhiên là thầy vẫn thấy là cách làm của bạn là đúng. Bây giờ chúng ta xét cái phép hợp thành của hai quan hệ. Trong bài học về hàm thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về phép hợp thành hàm. Trong hôm nay chúng ta học về quan hệ, chúng ta lại định nghĩa cái phép hợp thành quan hệ. Cho R là một quan hệ từ A đến B và S là một quan hệ từ B đến C. Hợp thành của R và S ký hiệu là S, cái dấu tròn,
R là một quan hệ từ A đến C, được xác định là các cặp AC sao cho tồn tại một phần tử B nhỏ thuộc vào tập B lớn. Có cặp là AB thuộc vào quan hệ R và cặp BC thuộc vào S. Chúng ta lấy ví dụ cho tập A gồm các phần tử 1, 2, 3 và tập B gồm các phần tử 1, 2, 3, 4. R là quan hệ từ tập A vào tập B và S là quan hệ từ tập B vào tập A. Và quan hệ R được cho bởi các cặp như trên hình, tìm hợp thành của R và S. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta thấy 1 này, 1 nên là chúng ta có 1, 3. Đây, có 1, 3 đây. Đấy, bây giờ chúng ta tìm tiếp ở dưới này, nó không có cái nào bắt đầu từ 1 nữa, chúng ta kết thúc. Đến 1, 4, chúng ta chuyển sang cặp 1, 4 thì chúng ta tìm những cái phần tử bắt đầu từ 4. Đây, 4. Đấy, thì chúng ta có 1, 1. Tiếp theo chúng ta có 2, 3 thì chúng ta đi tìm những cái điểm bắt đầu từ 3. Như vậy chúng ta có 21, 21 ở đây. Rồi thì có 22, 22 ở đây. Tiếp theo chúng ta lại bắt đầu đến cái cặp 31, 31 thì chúng ta lại đi tìm cái đây, có cái giá trị đây. Thì chúng ta lại đi tìm bắt đầu từ đây, 11 đây. Thì thành 33. Đến đây là hết rồi. Tiếp theo đến cái cặp 34. 34 thì chúng ta lại đi tìm những cái điểm bắt đầu là 4. Đây thì chúng ta chỉ có 41 thôi. Như vậy là sẽ có là 31. Chính vì thế mà kết quả chúng ta là 13, 11, 21, 22, 33 và 31. Đấy thì là cách làm chúng ta như thế. Bây giờ chúng ta muốn lấy một cái ví dụ. Gọi A là tập tất cả các đàn ông và B là tập tất cả đàn bà. Cho R là quan hệ từ tập A vào tập B, bao gồm các cặp AB với điều kiện là vợ của A là B. Và S là quan hệ từ B vào A. Gồm các cặp BC với điều kiện là bố của B là C. Vậy thì hãy cho biết hợp thành hàm của R và S là gì. Thế thì chúng ta sẽ thấy hợp thành hàm của R và S chính là các cặp AC sao cho tồn tại một cái phần tử B thuộc vào tập B lớn. Đấy. Sao cho vợ của A là B và bố của B là C. Thế thì chúng ta sẽ thấy như sau. AC sẽ biểu diễn một cái quan hệ, đó là bố vợ của A là C. Điều này chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng hàm, đó là R sẽ chính là vợ của A là B. Đấy. Thế S sẽ là bố của B là C. Vậy thì chúng ta sẽ có hợp thành hàm của R và S sẽ chính là bố của vợ A chính là C. Như vậy chúng ta có được cái quan hệ bố vợ. Rồi chúng ta lấy ví dụ tiếp theo. Cho A là tập tất cả mọi người, gọi R là quan hệ trên tập A với R là các cặp AB, trong đó A là cha mẹ của B. Tìm hợp thành của R với R. Thì ở đây chúng ta thấy hợp thành hàm của R với R chính là các cặp AC sao cho tồn tại B thuộc vào tập A, sao cho AB thuộc vào R và BC cũng thuộc vào R. Thì chúng ta thấy là như sau, biểu diễn AB thuộc vào R tức là A là cha mẹ của B. Rồi thì BC thuộc vào R tức là B là cha mẹ của C. Như vậy AC thì chúng ta sẽ thấy hợp thành hàm của R với R chính là các cặp AC sao cho A là ông bà của C.
từ khái niệm về hợp thành hàm, chúng ta có thể xây dựng khái niệm lũy thừa của một quan hệ. Chúng ta có định nghĩa 7. Gọi R là một quan hệ trên tập A. Lũy thừa của R được định nghĩa đệ quy như sau. R mũ 1 là R, R mũ 2 chính là R hợp thành hàm với R, R mũ 3 chính là hợp thành hàm của R với R bình, vân vân, cho đến R lũy thừa N chính là hợp thành hàm của R với R lũy thừa N. Thế thì chúng ta có thể lấy một cái ví dụ hay thơ, đó là gọi R là một quan hệ chứa các cặp 11, 21, 32 và 43. Trên tập ở đây là A sẽ bằng là 1, 2, 3 và 4. Hãy tìm lũy thừa của R lũy thừa N. Thế thì cách làm của chúng ta là chúng ta tính hợp R bình thì chúng ta lại có được kết quả là 11, 21, 31, 42. Rồi chúng ta tính R lũy thừa 3 thì sẽ bằng là 11, 21, 31, 41. Rồi chúng ta tính R4. R4 chúng ta thấy được, tính được nó giống bằng R3. Chính vì thế chúng ta kết luận là R lũy thừa N sẽ bằng R3. Cái ví dụ này là một cái minh họa cho một cái định lý mà chúng ta sẽ ghi sau đây. Đó là quan hệ R trên một tập A là bắc cầu khi và chỉ khi R lũy thừa N là tập con của R với N lớn hơn hoặc bằng 1. Thì chứng minh cái định lý này các em có thể tìm hiểu trên cuốn của Rosen. Bây giờ còn lại khoảng độ 20 phút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu đến nội dung tiếp theo. Cái này nó rất là ngắn thôi. Đó là cái phần quan hệ N ngôi và ứng dụng. Gọi A1, A2, chấm chấm chấm, AN là các tập. Một quan hệ N ngôi trên các tập A1, A2, chấm chấm, AN là một tập con của tích đề các A1 nhân A2 nhân chấm 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 nhân AN. Các tập A1, A2, chấm chấm chấm, AN được gọi là miền xác định của quan hệ. Giá trị N được gọi là bậc của quan hệ. Lấy ví dụ. Ví dụ 1, gọi R là quan hệ trên tập N nhân N gồm các bộ 3 phần tử A, B, C. Trong đó A, B, C là các số thỏa điều kiện A nhỏ B nhỏ C. Hãy cho biết bộ 1, 2, 3 và 2, 4, 3 có thuộc R. Cho biết bậc và miền xác định của quan hệ R. Thầy mời bạn Hoàng Trường Giang nè. Có em ạ. Em trả lời cho thầy bộ 1, 2, 3 có thuộc vào quan hệ R không? Em thầy có ạ. Có, bộ 2, 4, 3 có thuộc vào quan hệ R hay không? À, không ạ. Đúng rồi. Em cho biết là bậc của quan hệ R này là bằng mấy? Bậc 3. Bậc 3, đúng rồi. Miền xác định của quan hệ R này là gì? Là 1, 2, 3. À, không phải. Miền xác định của các phần tử đó là ABC sẽ chính là N, tức là số tự nhiên nhé. Nó chính là cái định nghĩa trên quan hệ này nhé. Vâng. Rồi, thầy cảm ơn em. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ số 2. Gọi R là quan hệ trên tập Z nhân Z nhân Z là các bộ 3 phần tử ABC, trong đó ABC là các số nguyên tạo thành một phép toán cấp số cộng, tức là nó lần lượt đấy, là tạo thành một cấp số cộng. Hãy cho biết bộ 135 và bộ 259 có thuộc
R cho bit bậc và miền xác định của R. Bây giờ thầy sẽ hỏi một bạn trong lớp. Thầy mời bạn Nguyễn Hữu Tuấn à. Vâng ạ. Em trả lời cho thầy bộ 135 có thuộc vào quan hệ R hay không? Vâng, bộ 135 là thuộc quan hệ R. À đúng rồi. 259 có thuộc quan hệ R hay không? 259 cũng thuộc quan hệ R. 259 á. Có tạo thành bộ số cộng không? 259 có là cấp số cộng không? 259 không ạ. À không, đúng rồi. Bậc của quan hệ R là mấy? Bậc của quan hệ R là 2. Là 2 đâu, 3. À, 3, 3. 3 phần tử đây. Đây là 3. Rồi, biên xác định của quan hệ R là gì? Thưa thầy, biên xác định là 1. 35. À chưa đúng nhá. Thầy vừa giải thích cho bạn Giang vừa rồi đấy. Tập xác định. Miền xác định của quan hệ chính là trên tập số nguyên. Trong cái đề bài này nó đã có rồi nhá. Thầy chỉ hỏi lại thôi. Chúng ta lấy ví dụ số 3. Gọi R là quan hệ trên tập Z nhân Z nhân với Z cộng, gồm các bộ 3 phần tử A, B và M. Trong đó A, B, M là các số nguyên, trong đó M lớn bằng 1. Và A đồng dư với B khi thực hiện phép toán mod M. Thầy mời bạn Nguyễn Đức Thịnh nè. Đây ạ, em đây ạ. Theo em thì bộ 823 có thuộc vào quan hệ R không? Thầy là có. Có. Vì sao? Vì các cái 823 nó thỏa mãn cái thuộc Z và M, cái phần cuối M lớn 1. 8 1 1 được, chúng ta biết rồi đúng không? 813 bằng mấy? 818 chia 3 813 được mấy? 2. À đúng rồi, 813 bằng 2. Đây nó chính là A này, đây là B này, đây là M. Vậy thì ở đây chính là 813 bằng 2. Nên nó thuộc vào quan hệ R, đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta thấy 10 cặp 1407 có thuộc vào quan hệ R không em? Không ạ. Bây giờ thầy sẽ hỏi nhá. 14 mod M bằng mấy nhỉ? M ở đây là bằng 7. 14 mod 7 bằng mấy? Bằng 2. Bằng 2 thế nào được? Số dư mà. À 0 ạ. À 0. Nên là cái này cũng thuộc vào R nha. Trong cái ví dụ này nó có cái nhược điểm, nó chính là 813 thì nếu lấy phần nguyên nó cũng bằng 2 và lấy phần dư nó cũng bằng 2. Nên là chính vì thế mà có thể là em suy luận ra đây là số phần nguyên. Tuy nhiên ở đây là lấy số dư nhé. Vâng ạ. Ví dụ cái trường hợp này nó tương đương, cái ký hiệu này là đồng dư. Nói cách khác là 8 khi chia cho 3 có số dư giống với 2. Đấy, đấy là cái ký hiệu như vậy. Như vậy cả hai cái bộ số này đều thuộc vào quan hệ R. Em cho biết là cái bậc của R là mấy? Bậc R 3. À đúng rồi. Thế miền xác định của quan hệ R này là gì? Là Z cộng. À đúng rồi, chúng ta lần lượt là nó sẽ là, chúng ta sẽ có là biên xác định của AB sẽ là Z, còn biên xác định của M là Z cộng. Rồi thầy cảm ơn em. Vâng ạ.
Bây giờ chúng ta lấy một ví dụ số 4. Gọi R là quan hệ bao gồm các bộ có 5 thành phần, ký hiệu là H, SH, XP, DD và G để biểu diễn các chuyến bay. Trong đó H là các hãng hàng không, SH là số hiệu chuyến bay, XP là điểm xuất phát, DD là điểm đến và G là giờ khởi hành. Hãy cho biết bậc và miền xác định của quan hệ R và cho biết ý nghĩa của các bộ sau nếu chúng đều thuộc vào quan hệ R. Bạn Lê Văn Dũng à? Em đây ạ. Em trả lời cho thầy cái quan hệ R này có bậc mấy? Em nghĩ là quan hệ này có bậc 5 ạ. Quan hệ này có bậc 5, đúng rồi. Thế miền xác định của R này là những cái gì? Em thưa thầy, đó là H, SH, XP, DD và G. À được, miền xác định của nó là những cái ký hiệu này này. H là hãng không này, nó chính là số hiệu chuyến bay này. Và XP là điểm xuất phát, D là điểm đến, G là giờ khởi hành, là ứng những cái số. Cái này nó cũng hơi khó, tuy nhiên là thôi chúng ta gọi những cái ký hiệu này là miền xác định nha. Bây giờ em giải thích cho thầy cái ý nghĩa của bộ số sau nếu chúng thuộc vào quan hệ R. Bộ số 1, ý nghĩa của nó là gì? Vietnam Airlines. Em với thầy là số 1 là hãng hàng không là Vietnam Airlines. Số hiệu chuyến bay là VN37. Điểm xuất phát là Hà Nội. Điểm đến là Frankfurt. Và giờ khởi hành là 23:25 ạ. À đúng rồi. Ở đây thông thường chúng ta lên sân bay chúng ta sẽ nói đây là chuyến bay của Vietnam Airlines với số hiệu là VN37 xuất phát từ Hà Nội đến Frankfurt, giờ khởi hành là 23:25, ví dụ như thế. Chúng ta sẽ nghe được cả câu như thế này. Tuy nhiên khi mà chúng ta biểu diễn dưới dạng quan hệ thì chúng ta sẽ viết nó thành cụm như thế này, đúng không ạ? Rồi, thầy cảm ơn em. Tương tự như thế, các em tự diễn giải ý nghĩa của các bộ số kế tiếp. Thầy cảm ơn bạn Dũng. Bây giờ chúng ta xét đến cái ứng dụng của quan hệ N ngôi. Đó là ứng dụng của quan hệ N ngôi, đó là xây dựng cái mô hình dữ liệu quan hệ. Sau này chúng ta học một cái môn học là cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ có một học một cái mô hình dữ liệu quan hệ. Và cái mô hình này chúng ta sẽ thấy là ứng dụng trong được ứng dụng trong các câu lệnh truy vấn SQL rất là nhiều. Ý nghĩa của nó sau, một cơ sở dữ liệu sẽ được thể hiện là bao gồm rất nhiều bản ghi và mỗi một bản ghi sẽ được thể hiện là một bộ N phần tử. Đấy, và mỗi phần tử của bản ghi sẽ được thể hiện là một trường. Vậy thì mô hình dữ liệu quan hệ chính là biểu diễn một cơ sở dữ liệu, trong đó các bản ghi được xem là một quan hệ N ngôi. Đấy, chúng ta lấy ví dụ, một cơ sở dữ liệu gồm các bản ghi thông tin sinh viên gồm các trường như sau. Đây, chữ thông viết thiếu. Gồm tên, mã sinh viên, môn học, điểm. Thì chúng ta có thể biểu diễn nó bằng các bản ghi, đó là tên sinh viên, mã sinh viên, môn học, điểm. Đấy. Giả sử cơ sở dữ liệu có 6 bản ghi như thế này. Đấy. Thông thường thì cái cơ sở dữ liệu này sẽ được viết ở trong một cái bảng. Đây gọi là bảng dữ liệu. Thì sẽ được trình bày như thế này. Thì đây nó chính là các bộ số đây, bộ 4 phần tử. Đấy, đây chính là quan hệ 4 ngôi. Đấy, gồm có cái này được gọi là tên trường, tên sinh viên, mã sinh viên, môn học, điểm được gọi là tên trường. Đấy, chính là phần tử của bản ghi là một trường.
Đấy. Sau này chúng ta sẽ học những khái niệm này. Thì đây là giới thiệu với các em biết, để các em biết là cái phần học quan hệ này nó có ứng dụng trực tiếp đối với môn học của chúng ta gần nhất sắp tới, chính là về cơ sở dữ liệu. Nội dung học hôm nay là kết thúc. Các em có câu hỏi gì không? Không ạ. Nếu không có em nào có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc. Thầy chào các em nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Thầy chào các em.